Thôi hôm nay là ngày của cháu, ngày mai xuất giá cho chồng. Thì tôi cũng đại diện trong gia đình cũng xin có một cái lễ của ông bà tổ tiên trước giờ ở đây. Trước khi ngày mai con xuất giá cho chồng thì các bà sẽ hướng dẫn cho con làm lễ. Thì như là trước là dạ là đỉnh lễ chí tôn ông mẫu và sau đó ông bà quá giảng, coi như là của quyền Phước Tổ ông bà quá giảng, và sau kế tiếp nữa là ông bà ở Đại Tiền và các cô chú về dưỡng ở bên nha. Thì là con nghe là ba hướng dẫn rồi qua vô đây bà xã. Rồi bây giờ thôi giờ chế chứ nó không biết lãng phí, nó không có bắt nó không có nói con không có nói được. Thì bây giờ con nghe là bác ba là con đưa tay lên trán cầu nguyện. Con tên gì? Con nói lớn lên, con nói luôn. Nhiêu tuổi? Ngày mai là ngày con xuất giá theo chồng. Con cầu nguyện chí tôn Phật mẫu cùng các đấng thiêng liêng, chư Phật, chư tiên, chư thánh, chư thần ban phước lành cho con được trăm năm hạnh phúc. Rồi nghe nghe chuông sáng nè, nghe bác mà rồi con bước qua bên này. Vâng, con hiếu nhiêu tuổi? Rồi ngày mai là ngày con xuất giá theo chồng. Con xin cầu nguyện chư tiên linh cửu huyền thất tổ ông bà quá giảng ban phước lành cho con được trăm năm hạnh phúc. Rồi con cũng nghe chung xá nè. Rồi con quay qua đây. Rồi con mời bà nội. Mà nói trước các cô cậu gì ai có gì thì chuẩn bị luôn nha. Ngày mai con xin giá cho chồng có gì cũng để cho con. Hai vợ chồng được trăm năm hạnh phúc nha con. Sống mà rồi mời rượu hòa bà nội. Thượng hoàng bà nội cũng có chút hòa qua lớp đi con nha. Con mời qua lớp đi rượu cho bà nội nè. Nha. Chỉ với anh. Lòng cầm đi rượu lên tay lên. Lớp đi rượu đưa cho bà nội. Chỉ ăn mấy luôn đó. Rồi. Rồi, mời ba con trước đây là bác mẹ. Ê, không khóc nha anh Tư. Cái đó lớn lên. Đây là nụ con tên lớn rồi, ngày mai con sẽ chăm được chồng. Trước là ba chiếc, hai chồng con được trăm năm hạnh phúc. Rồi, thứ nhất, cái thứ hai nữa. Thì gái lớn lên được chồng. Thì chung là nhập gia tỷ tục thì hai để ý đi tới về bên chồng. Thứ nhất là lại ăn tiếng nói bằng hơi lại những người là lại ăn tiếng nói ở tất cả bên chồng anh chị chồng dạy chồng lý tính là giữ gìn lại ăn tiếng nói của mình ở tất cả cha mẹ chồng ví dụ cha mẹ ruột thì mới xong được, tôi cũng đã thì xong được, còn mình chồng đâu chỉ là khác mình phải lý tưởng rất giữ gìn. Thứ nhất là thương yêu chồng con, hạnh phúc của mình là mình phải tự giữ lấy. Bước đi, đi cầm lâu quá. Mà dặn gái ta chứ. Cũng luôn rồi. Môn giữ cho bác ba này. Rồi bên ba này chồng nói chung là thương yêu không là vô mình. Mình sống thế cho biết. Mình biết trước đó. Ba chồng mình, mẹ chồng mình thích gì hay như thế nào là có thể phải đi. Rồi bà này cũng đi hàng chút nè, bà bà gì đó cao lại đúng cũng qua tặng con làm kỷ niệm ngày cưới đó
chút thằng trai qua. Hay là cho hả, để thằng trai qua cho hả? Để cho đi giá. Cho con mình cho bây giờ. Cho con mình cho bây giờ. Cho con mình cho bây giờ. Cho con nói cho rõ lên. Cho con nói cho rõ. Nhưng mà đúng trời Phật tử. Cái gì mà đúng dữ vậy? Nó không thấy đường gì không? Dạ không được. Ôi gà chỉ chưa? Cái tay gì cũng tay vậy đó. Quay qua hôn mẹ cái em. Dâu ơi hôn mẹ cái. Con nãy uống đi, hai chồng uống, uống nữa, mày uống nữa, thì uống nữa. Mày uống hết đi, rót đi khác. Rồi, rồi thôi thằng ra cha mẹ uống ly rượu mừng của con rồi thôi giờ còn tới bà. Bà con rót ly rượu con mời bà Út. Út kêu bà nội, Út là em của bà nội á. Lên nội trước đi, lấy giờ nội là có cô hai nè, cô hai cô là chị của ba đó nè, cô hai đâu rồi ta? Cô hai, mai là ngày con xuất giá cho chồng. Dương hai không có gì hơn, chúc hai chồng con là trăm năm hạnh phúc. Nhất thứ hai đó là con về con ngoại làm một con dâu hiền để Dương hai nghe, hai khen là Dương hai mừng rồi. Dương hai làm nốt luôn đi. Đưa qua đây, trả lại, trả lại. Món quà cho nhỏ tặng hai con ha. Ông cười quá. Đấy ông nữa ông cười. Rồi. Em chưa mở miệng lúc bậc ba. Không có gì hay quá. Con ngày mai này con xin giá thằng chồng ha. Bậc ba cũng chúc cho con ráng. Coi như là ở nhà thì con ngoan, hãy mà làm dâu thì phải là dâu hiền, thấy con ha. Ráng cố gắng của bây giờ chồng con là như là được thân hạnh phúc rồi, như là bà nội như là các ba các chú mừng rồi, rồi ráng cố gắng nha con, bà ba uống cạn luôn. Ai cần nước gì đó? Đây bà ba cho quà, đốt ha, quà kỷ niệm. Nha con, rồi kỷ niệm ngày cưới của con. Mai đem thử năm. Rồi bắt ba xong bây giờ tới bắt tư. Bắt tư đâu con rót này rượu mà bắt tư coi đó bắt tư đứng lên chồng bắt tư có gì có món quà nhỏ cho hai con chúc con hai chồng trăm năm hạnh phúc nha con được rồi hết rồi uống món ghê vậy gì ghê em tôi tận Bắt mày ra đó mà bắt mày ra.
cũng đi chưa nào cũng là đó ta ơi ngon ốc hả phan bây giờ có ốc dừa rồi à hai bên luôn rồi thôi bây giờ nhà nào uống bây giờ là chị hai với dượng hai đâu chết luôn á uống nóng quá má hai đêm phải lên ngày mai con xuất giá theo chồng con mời đi rượu con đi rượu để ngày mai con đi theo chồng cũng luôn theo có chồng phải không thêm ông bị đó nghiệp là con phanh tay hoàng không đứng lạnh nặng con nặng đó cho hai cái mẹ còn nha mẹ uống cho sao thằng bà nhắc thì biết đây. Đó nhắc nhắc đụng lễ với con rồi cháu nói gì nữa con cháu rồi hai con cháu cháu rồi bút cho con cháu mà vậy rồi vậy ra hai người uống hai ly để là không đâu lẩu hai người uống không lẩu rồi vui quá cạn luôn mít cạn luôn mít rồi đây thiếu hai là tư không nói rồi năm đây cậu năm bước lên vì hai xong rồi tới dượng hai đâu qua đâu lông ra lẻ ông ơi ông đeo quản xong rồi giờ vị trí đủ cậu năm giờ tới đây là cậu năm đây là con như là đang đang sống này đang mới cái này con không đeo quản em có cái này giờ có rồi cô uống luôn đi giờ dầu hiền uống luôn lên luôn nha đây là hợp bên trong đây đi hai đứa rồi bà cứ cho đi đứa này còn tiền vậy còn tiền nhanh chỉnh nè này cũng món quà rồi đâu cô không nhiều bạn con nó dán cái bàn đơn giản rồi cậu uống được không cậu uống gì cô ơi hai đứa mà đây đây mẹ không có con dạ đến đây cậu chứ ông mà đưa dạng con thử đi cầu về với mình chứ đâu mà sao bộ đi luôn hay sao mà gì đó vậy không lâu giờ thăm được nữa tí đúng ra thì cho đứa chiếc nhưng mà tại mang lại giá không có đến đây thì cậu mở cho con mình con luôn ở đây bắt đầu phải gì đó con muốn đưa thằng con đưa đúng rồi thầy cái dùng món khác này mấy món nhỏ nhỏ lát luôn quên cái dục hết bọc nhanh con rồi cho bỏ gà bỏ tay đi quá hay rồi tới tới hai mấy anh gì đó với anh đủ mình đều vô cho cái gì đó nói chúc con cháu luôn cái đặng có một cái tới anh chị đồ vô đâu cái đoạn phim để kỷ niệm cho cháu đó mà rồi vậy nha rồi tới anh hai đi tới anh hai là lớn á ừ anh hai với hai đó đầu tới thôi anh với chị á mấy đứa này anh hai tại anh hai trước phải thứ tự anh hai trước mời rồi bây giờ mời anh hai trước đây à rồi anh hai cho em ơi bỏ anh buồn lên hai anh chị đó tập trung lên rồi tới cảm ơn em.
sốt. Đổ mồ hôi. Gần như kỹ rồi. Tới đâu đi luôn chợ. Chắc hay là về đó. Có đó rồi gì, có mẹ gì, có đó rồi, có đó rồi, con tay. Uống rượu uống đây đừng uống ba cái, ăn hai cái đó nha. Chà, thằng làm không chừa chứ sao. Chứ sao. Thằng làm không chừa chứ sao. Rồi được rồi con. Rồi còn anh chị nào nữa không ha? Nó làm cái không chừa chứ nào. Chắc hết rồi. Rồi xong hết rồi. Anh chị rồi chưa? Rồi xong. Rồi anh chị phần bây giờ là phần cháu nó lại Kim Cô đây là cũng là tạm xong hết không? Không rồi bây giờ con quay qua đây con xá nè. Xá nha. Trời ơi mà đúng cái lửa rung. Ủa ủa nó muốn xong phải để cho chồng thương mình. Tại có gì đâu chị Tư ơi. Sao mà đứt đen cái mình. Dạ, có hai mong thì gì đó em tặng mấy con nè. Dạ, ba mẹ nói luôn các bà nội với mấy chú anh cậu. Thì ba mẹ cũng có gì cho con cái nhà. Cho đứt đi ngay chồng con. Muốn bán, muốn ở, muốn làm gì tùy. Ở, muốn nhà đâu mà được. Nhà tân nghiệp. Đừng có nhà này chết luôn. Cho con sang tên rồi, nhưng mà chưa lấy về kịp. Đó là cho đứt đoạn con luôn. Muốn ở, muốn bán, muốn làm gì làm gì con. Nha, thì mày nói đây có nội ngoại thì con đã. Mày có quê của cha mẹ cho con. Rồi con quay qua đây con xá chung hết từ ông bà xá hai xá thôi. Xá hai xá con cầm chấp ba lần rồi đúng rồi. Xá hai xá. Ừ rồi được rồi con. Rồi xong vậy cũng được.